Nhi Tăng được biết đến là một VG của S Channel và được khán giả yêu mến qua các video clip truyền cảm hứng học tiếng Trung đến với mọi người. Không chỉ vậy, cô nàng còn sở hữu giọng hát ngọt ngào đốn tim. Nhi Tăng, biệt danh Nhi Tăng Tằng Tăng, là sinh viên năm 3 ngành công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái Trung Hoa hay Crush quốc dân là những biệt danh mà người hâm mộ đặt cho bởi sự đáng yêu, nét xinh xắn cùng gốc người Hoa của cô nàng. Nàng VG đã tạo được một cộng đồng nho nhỏ với hơn 590.000 người theo dõi trên TikTok và hơn 44.000 người theo dõi trên Instagram. Nhi Tăng khiến nhiều khán giả ấn tượng khi ngoài tiếng Việt còn có thể nói thành thạo tiếng Hoa và tiếng Anh, hai ngôn ngữ mà cô sử dụng từ nhỏ. Ngoài ra, khả năng ca hát cũng là điểm cộng giúp Nhi Tăng được yêu thích trong mắt khán giả. Không chỉ là một VG trên kênh S Channel và hôm nay ăn gì thì nàng này cũng tự xây dựng kênh cá nhân, với mong muốn truyền tải hứng thú học tiếng Trung và chia sẻ những điều thú vị trong văn hóa Trung Hoa. Vẻ nhí nhảnh năng động kết hợp cùng sự sáng tạo đã giúp cô gái trẻ thu hút 18 triệu lượt thả tim trên nền tảng TikTok. Được biết, nguyện vọng đại học trước đây của Nhi Tăng là ngành công nghệ sinh học và sau đó chính là ngành ngôn ngữ Trung. Là cô gái gốc Hoa, thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh từ nhỏ, Nhi có đam mê mãnh liệt và hứng thú trong việc học các ngoại ngữ. Nàng VG từng nghĩ rằng nếu lỡ mà không đậu ngành sinh học thì chắc chắn bản thân sẽ đi theo con đường ngoại ngữ, có thể là cả thông dịch viên và ngành sư phạm. Đáng nói, ngành Nhi Tăng đang theo học hiện tại và công việc cô đang làm hoàn toàn là hai con đường đối lập nhau. Giai đoạn đầu gia đình không ủng hộ vì sợ cô nàng không tập trung vào việc học, cũng rất khó cho bậc phụ huynh hiểu công việc content creator. Sau này, khi thấy được sự nỗ lực và cố gắng của Nhi Tăng, ba cô đã ra sức ủng hộ và thậm chí bây giờ còn là một fan cứng của các kênh trong hệ thống channel. Từ nhỏ đến lớn Nhi Tăng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành content creator. Phải đến khi vào làm tại S Channel, cô nàng Gen Z mới thấm câu, nghề chọn người. Là người hoạt ngôn và có niềm đam mê ẩm thực, cô đã thử sức với vai trò VG. Vào thời điểm mới tạo kênh, Nhi Tăng chia sẻ bản thân còn khá loay hoay với việc xác định hướng đi. Tình cờ một hôm cô nàng nảy ra ý tưởng sẽ thử làm video về người Hoa, kết quả là nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Từ đó, cô định hướng đây là nội dung chính trên kênh mình. Dù trước khi thực hiện cũng đã có hỏi nhiều anh chị làm về nội dung này rồi, nhưng lúc mới bắt đầu nàng VG vẫn khá lo lắng vì sợ sẽ bị trùng lặp. Kể về những bước đầu đến với ngành sáng tạo nội dung, Nhi Tăng bộc bạch, bản thân mình cũng không thuộc chuyên ngành truyền thông và trước đó cũng chưa từng làm qua công việc này. Thêm nữa là mới vào còn gặp mấy anh chị chuyên nghiệp nên bản thân lo lắng lắm. Mình sợ mình làm không tốt ảnh hưởng mọi người. Lúc mới lên video, xuất hiện những bình luận tiêu cực làm mình từng hoài nghi bản thân không biết có thật sự phù hợp lĩnh vực này không. May mắn là mình thích ứng khá tốt và đúng như tên gọi của nó, cái cần thiết nhất cho công việc chính là tính sáng tạo. Bên cạnh đó mình cũng được các anh chị tiền bối giúp đỡ và hướng dẫn rất nhiều. Cô bạn nói thêm, khi thấy cách mọi người set up máy, quay video rồi hậu kỳ mình phải trầm trồ vì quá chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc, các anh chị không chỉ hướng dẫn mình quy trình sản xuất video chuyên nghiệp là như thế nào mà còn tập cho mình lên hình nên biểu cảm sao, giọng điệu và âm lượng sao cho phù hợp. Thậm chí đến cả cách xây dựng và lên ý tưởng cho các bài quay nữa. Mình rất biết ơn các anh chị vì không nhờ mọi người không thể có Nhi Tăng của hôm nay. Làm nghề được một thời gian, đến hiện tại Nhi Tăng đã tự tin là bản thân có năng lượng và màu sắc riêng, cũng là điều mà rất nhiều người theo dõi yêu thích khi xem video clip của cô nàng. Mình luôn cố gắng tìm cách để những video mình đăng tải sẽ có được chất riêng và không đụng hàng với bất kỳ ai. Văn hóa người Hoa là những điều đã lưu truyền từ xưa đến nay nên các video có thể trùng ý tưởng nhưng hy vọng với cá tính của riêng mình. Hướng khai thác mới sẽ giúp video mới mẻ và truyền tải được thông điệp tích cực về người Việt gốc Hoa cho các bạn xem, bạn trẻ chia sẻ. Nhi Tăng cho biết, trong khoảng thời gian sắp tới, cô nàng nghĩ bản thân cần khai thác và thử sức sáng tạo nội dung ở các lĩnh vực khác. Vì công việc đòi hỏi sự sáng tạo và cập nhật xu hướng mỗi ngày nên những ý tưởng cũ thì khó để phát triển và tiếp cận nhiều đối tượng người xem. Bản thân nàng VG cũng đang cố gắng học thêm nhiều ngoại ngữ, từ đó có thể sản xuất được nhiều video hơn, truyền tải niềm hứng thú học các thứ tiếng của cô đến các bạn trẻ. Như đã đề cập, Nhi Tăng đang là VG cho kênh S Channel do Nguyễn Lạc Huy, hay còn được biết đến với biệt danh Huy NL, là người sáng lập. Đây là một trong số những mạng lưới truyền thông lớn nhất tại Việt Nam. S Channel hiện là ngôi nhà của hơn 40 content creator, trong đó bao gồm hàng loạt những tên tuổi triệu sub, triệu view như Duy Thẩm, Hải Triều, Đặng Thu Hà. Trên nhiều nền tảng khác nhau như YouTube, TikTok, Facebook và Instagram.